Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để có thể lưu một bài đàn của mình vào trong đàn BSRE453. Hiện thời thì thị trường đã có dòng đàn BSRE463 thì cách thực hiện cũng tương tự. Đầu tiên, các bạn sẽ bấm vào nút Style để chúng ta cài điệu. Sau đó các bạn sẽ bấm vào Tempo để cài tốc độ. Các bạn sẽ cài tiếng vào ban tiếng này. Sau khi đã đầy đủ các bước đó, chúng ta sẽ tiếp tục. Các bạn bấm qua nút son. Các bạn dò qua bảng son thì các bạn sẽ thấy User son, tức là vị trí để chúng ta lưu cái bài đàn của mình á. Nó sẽ bắt đầu từ số 031. Các bạn sẽ bấm 031. Và chúng ta sẽ có được 10 cái vị trí để lưu bài. Từ 031 tới 040, tức là từ User 1 tới User 10. Các bạn sẽ chọn một trong số các User này. Mình chọn User 1. Sau đó các bạn sẽ bấm quay trở lại nút Style. Các bạn sẽ bấm vào nút Rec. Và các bạn bấm Sync Start. Rồi, sau khi chúng ta đàn xong, các bạn sẽ bấm vào nút Stop và các bạn thấy trên màn hình đang có chữ Writing, tức là đàn đang lưu lại cái phần mình vừa trình bày. Và sau khi xong thì nó sẽ hiện trở lại User và mình muốn nghe. Muốn nghe thì các bạn chỉ việc bấm vào nút Start Stop này, bắt đầu nút Start. Và nếu như các bạn đã lưu các bài đàn của mình trong nhiều user, ví dụ user 2, 3, 4, thì khi mà muốn bật lại bất kỳ một bài nào thì các bạn chỉ việc bấm vào nút son. Rồi các bạn chọn cái con số, ví dụ cái con số các bạn lưu ở số 233, các bạn bật lên và các bạn bấm nút Start để nghe. Và như vậy là mình đã hướng dẫn xong cái phần lưu vào trong cây đàn của cây đàn BSRE453. Và hy vọng là các bạn sẽ thành công, các bạn sẽ thực hiện được các thao tác vừa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.